Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Mỗi tuần một nhân vật và chúng tôi hiểu rằng cũng chưa thể là một cái thời lượng đáp ứng đủ những cái mong muốn của mọi người trong việc được lắng nghe, được chia sẻ, hoặc là đôi khi là cái việc mà soi chiếu bản thân mình vào trong câu chuyện của những người đã ngồi ở đây kể cho chúng ta nghe. Bởi vì biết đâu chừng thông qua trải nghiệm của một người khác thì chúng ta có thể làm cho cuộc đời của mình trở nên tốt hơn. Bởi vì trải nghiệm đó giúp cho chúng ta nhận diện những điều tương tự mà nó đã xảy ra trong chính cuộc sống của mình. Ai cũng có chuyện khi chúng tôi đặt tên chương trình này, bởi vì chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta ai cũng cần được lắng nghe, ai cũng cần được yêu thương và ai cũng cần được chỉnh sửa để trở nên tốt hơn và tích cực hơn, dù là bạn ở giới nào, dù là bạn bao nhiêu tuổi, hoặc dù đó là chuyện gì. Và ngay bây giờ trong tuần này chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe câu chuyện của một nhân vật nữa, mà không biết rằng câu chuyện bạn ấy mang đến ngày hôm nay sẽ là câu chuyện như thế nào và kể về điều gì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhé. Chào em. Chào chị. Trời ơi, rất là nhẹ nhàng luôn. Em tên gì nè? Dạ, em tên là Lê Hoàng Hải Đăng. Mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 19 tuổi. 19 tuổi. Em đang sinh sống ở đâu? Dạ, em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Công việc của mình là gì em? Em chỉ ở nhà phụ việc với bố mẹ em thôi. À, cái công việc mà mình đang phụ bố mẹ ở nhà là những việc gì? Bố mẹ em thì mở một cái xưởng kiểu như gọi là xưởng may mini, may đồ học sinh đồ này kia. Kiểu mình cũng kiểu gần giống mai mốt mà mở rộng ra là kiểu tổng tài ngành may mặc đồ hen. Đúng rồi luôn hả? Rồi, em có xem Ai Cũng Có Chuyện không? Dạ có. Em câu chuyện này của em thì em cũng có kể cho một người bạn của em biết, nên là kiểu em không biết là có nên kể nó hay không, nhưng mà một người bạn đó kiểu kêu em là cứ mạnh dạn mà kể câu chuyện nó ra cho người ta hiểu là mình đang gặp cái vấn đề gì và tại sao bây giờ mình lại như vậy. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đâu đây? Dạ, cái câu chuyện nó bắt đầu cũng mới đây rồi. Là hồi năm rồi, em vừa bước chân lên Sài Gòn học luôn. Ồ, mà bây giờ thì mình đang ở Long An rồi. Dạ. Có nghĩa là mình đã lên và mình đã về quê rồi. Dạ. Rồi, tiếp tục nè. Sau 18 tuổi điều gì đã đến với mình? 18 tuổi là cái tuổi mà lần đầu tiên em bước chân lên Sài Gòn. Xong là em cũng như mấy bạn bình thường vẫn đi học rồi kiếm việc làm thêm để làm. Em học được hết một kỳ của năm nhất đại học. Thì bắt đầu có một nhóm hai đứa bạn của em rủ em. Là có hai người nữa, thêm em nữa là ba hay là một? Dạ, hai đứa là một nhóm. Ba người. Ba người rồi. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao làm gì đây? Nó gãy luôn rồi chị ơi. Ủa sao vậy, rồi sao rồi? Thôi từ từ nè, rồi sao nữa? Kiểu như là nó rủ em là muốn kinh doanh luôn. Dạ, mới đầu thì em không có dự định học đại học nhiều cho lắm, nên là em cũng suy nghĩ là em sẽ đi theo hướng kinh doanh giống như bố mẹ em luôn. Khoan nè, em không muốn học đại học nhiều cho lắm. Dạ. Tức là tạm thời mình cứ đi học đại học đi rồi mình sẽ nghỉ thôi, hay là mình học đại học và mình sẽ tốt nghiệp, nhưng mà trong quá trình học là mình đừng học nhiều cho lắm? Dạ, kiểu như mình sẽ học để tốt nghiệp nhưng mà học không nhiều lắm. Trường thì ở Bình Thạnh, còn em thì ở Tân Bình. Cái đi học ngày nào cũng dậy sớm á, em dậy không nổi, cái em cúp một tuần em học chắc cũng được 3 bữa. Rồi tóm lại là mình cũng không mặn mà với con đường học. Dạ, đại học. Với lại chọn sai ngành. Đó, chứ cái trường đại học nó không có tội nợ gì trong câu chuyện này hết. Vấn đề nằm ở chỗ mục tiêu của mình thôi. Nhưng mà tạm thời là đó là đặc thù của mình tại thời điểm đó. Không có xác định con đường học tập, đại học sẽ là con đường mà mình quyết liệt theo đuổi. Nên khi nó rủ mình kinh doanh thì... Em hôn thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Bắt đầu nảy sinh ra một ý định trong đầu là sẽ kinh doanh để phụ cho nhà em một phần nào đó tiền học phí với lại tiền sinh hoạt. Quá tích cực, ổn mà. Rồi ba đứa quyết định kinh doanh gì? Dạ, kiểu em tính kinh doanh đồ second hand, là kiểu order ở bên Trung về. Cụ thể là mình kinh doanh trên cái mặt hàng nào? Dạ, quần áo. Lúc đó thì bọn em đang tìm kiếm về một nguồn hàng với lại một người chuyên cung cấp hàng. Một bạn trong nhóm em biết được anh kia, cũng chỉ thông qua mạng xã hội thôi. Xong cái hai bên gặp mặt nhau, thảo luận đồ này kia. Mà không biết một thế lực nào đó, anh đó cứ thúc đẩy tụi em. Và tụi em dần dần bắt đầu chìm vô cái lĩnh vực kinh doanh đó. Mình có mong muốn ngay từ đầu mà, mình cũng có mục tiêu là mình sẽ kinh doanh mà. Cho nên không có quá khó hiểu về cái câu chuyện là mình đi trên con đường đó tiếp tục. Nhưng mà mình với cái anh mà em vừa mới nói là mình có gặp nhau ngoài thiệt, đúng không? Dạ. Rồi khi mà gặp ảnh biểu hiện thì sao? Kiểu ảnh rất là hiền luôn, và ảnh nói những cái lời rất là ngọt luôn. Giờ mình còn nhớ được ảnh nói những cái gì không? Kiểu như là mấy em cứ tin anh đi, mặt hàng này rất ok.
thì tụi em sẽ thu lại lợi nhuận sớm thôi. Anh chỉ kiểu như anh chỉ nói thôi là lợi nhuận sẽ như này thôi. Tụi em kiểu cũng tin, cũng đi gom vốn đồ này kia. Thế thì hành trình đi gom vốn cần bao nhiêu vốn? Dạ, hình như lúc đó khoảng 130 hay 120 triệu. 130, rồi tiền ở đâu mà mình có 130 triệu là mỗi đứa đều đập ống heo ra rồi gom lại rồi đủ hay sao? Dạ, của em thì hồi năm cấp 3 em có đi làm thêm về mạng xã hội như nên là em cũng có một phần quỹ của em là cũng khoảng được 20. Nhiều đó chứ. Dạ, mỗi đứa hùng vô 40. Còn phần còn lại thì từ tiền ăn sinh hoạt hàng tháng của bố mẹ với lại tiền em đi vay. Em đi vay? Dạ. Là em đã gom vô trong đó 40 rồi đó? Dạ. Hay là trong cái 40 mà để vô đó là mình có tiền đi vay? Dạ, có tiền đi vay ở trong. Em vay nhiều? Dạ, em vay cũng khoảng gần 10 triệu. Rồi em làm hồ sơ vay ngân hàng sao? Dạ, em không có vay ngân hàng. Chứ em vay ở đâu? Dạ, em vay app đen. Em quá gan rồi. Rồi em tính lợi nhuận kiểu gì mà em vay app đen rồi em đi kinh doanh? Em vay app đen tại vì em biết chắc là app đen nó chỉ là cái app chui thôi, chứ nó cũng không dám mà tới tận nhà để tìm bố mẹ em đâu. Cùng lắm thì nó chỉ tấn công trên mạng xã hội thôi. Và em chấp nhận cái việc bị tấn công trên mạng xã hội luôn? Dạ, em vay đâu cũng 3-4 app. Vay 3-4 app? Dạ. Mỗi một app 10 triệu? Không có chứ, một app có 2-3 triệu mà. Một app 2-3 triệu, vay 3-4 app tổng cộng là 10 triệu. Và ở cái ngày mà mình đi vay là mình cũng đã tính được tới cái con đường mà cùng lắm mình bùng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em chưa kịp bùng nữa là bố mẹ em phát hiện. Thiên bất dung gian. Rồi sao? Đây là kẻ phản diện kể chuyện ư? Trời ơi, rồi sao? Rồi tiếp đi. Dạ, đưa cho anh đó là khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần gì đó. Anh đó đưa hàng về cho tụi em. Xong cái đó đi mất luôn. Ủa thì cũng đúng rồi em đưa tiền ta đưa hàng là xong chuyện. Nhận hàng là hàng kiểu như hàng kém chất lượng với lại hàng giả. Rồi thông tin của ảnh mình có được là có được thông tin gì? Số điện thoại? Số điện thoại ảnh chặn hết luôn. Rồi địa chỉ của ảnh ở đâu? Ảnh dọn đi luôn. Rồi không biết gì hết trơn luôn. Dạ không luôn. Rồi mình đưa cho ảnh 130 triệu. Dạ. Ảnh giao về cho mình những cái gì nè? Mấy cái vẽ rách đồ này kia thôi. Với lại mấy cái hộp bên trong toàn là giấy hoặc là đá. Nói chung là một cái cú lừa ngoạn mục luôn. Cũng sốc đầu đời. Tụi em sốc lắm, không biết gì trơn. Mới lần đầu kinh doanh nữa nên là lúc đó hoảng. Cho nên cái quan trọng là khi mà cả ba đứa đối diện với cái điều đó, cái cuộc sống của ba đứa, cái suy nghĩ nè, cái cảm xúc nè, rồi sinh hoạt mỗi ngày nè, lúc đó các bạn như thế nào? Em bị stress, mất ăn, mất ngủ luôn. Là em phải dùng đến thuốc ăn không. Em lo sợ điều gì? Em lo sợ kiểu như là ba mẹ biết em nghỉ học mà đi theo một cái hướng khác thì... Chứ em không có sợ cái chuyện tiền bạc đã bỏ ra? Dạ không. Có nghĩa là lúc mình kinh doanh là mình đã bỏ học? Dạ cũng đang vừa học vừa kinh doanh. Vậy thì mình quay trở lại việc học thôi. Vì sao lúc đó cái đường học của mình nó trở thành một cái nỗi lo lắng của mình? Cái đường học của em nó lại bị về một cái khoản học phí. Bởi vì mình đã lấy học phí đó mình đem vào bên này. Dạ. Bao nhiêu? Dạ cũng 10 triệu. Thì cùng lắm là đóng lại 10 triệu nữa. Nợ học phí một kỳ thì học chậm một kỳ. Nhưng mà kiểu đó không dám nói gì với bố mẹ em luôn. Kiểu bố mẹ cứ chuyển tiền lên rồi xong cái đem tiền đó đi trả nợ. Xong cái bắt đầu lao vô những cái thứ suy nghĩ tiêu cực đồ này kia. Tiền của em là bao gồm 3 nguồn. Dạ. Ba mẹ gửi lên. Tiền của em tiết kiệm thì coi như tiền tiết kiệm là cũng là tiền của mình. Coi như mất là coi như là mua một bài học đắt giá khác. Dạ. Tiền em đi vay app thì em cũng đã nghĩ ngay từ cái ngày em đi vay là em kèo trên rồi. Vậy thì bây giờ cái nỗi sợ của em về tiền bạc và phải đi trả nợ thì tại sao nó lại có một cái cú quay xe như vậy? Em xóa hết thông tin liên lạc ở trong số điện thoại nhưng mà vẫn bị tra ra. Tụi nó điện về cho bố mẹ em. Mình đã đánh giá quá thấp giang hồ rồi. Nhưng mà lúc đó em cũng không sợ, em nói là mặc kệ tụi nó đi áp đen mà tụi nó điện thì cũng phá có bao lâu nữa đâu thì tôi cũng nghĩ. Nhưng mà kiểu bố mẹ em làm kinh doanh sợ bị hình ảnh xấu. Đúng. Sẽ không làm được cái gì nữa. Em nghĩ một đứa 18 tuổi mình tính hơn một hệ thống mà người ta cho vay tín dụng à? Tại vì trước em có bùng 2 app rồi nên là em cũng chắc cú lắm. Em bùng 2 app chắc cũng được 5 triệu. Lần sau em cũng làm y chang vậy luôn. Mẹ em điện lên chửi, xong chuyển tiền lên cho em để em trả nợ, xong cái bắt em về quê. Từ hồi tháng 3, tháng 4 tới bây giờ không cho em đi học nữa? Dạ không.
kêu em ở nhà. Nếu như bây giờ ba mẹ vẫn tiếp tục cho em đi học thì em có quay lại cái việc học tập không? Dạ có, nhưng mà em sẽ học một cái việc gì đó mà có thể giúp cho nhà em luôn. Thế thì việc đó là việc gì, mình đã có kế hoạch cho điều này chưa? Thiết kế và lại in. Quay trở lại với cái câu chuyện khởi nghiệp đầu đời của em, vậy thì em thấy rằng là từ cái trải nghiệm đó thì em thấy là có những cái điều gì mà vốn ban đầu mình đã nghĩ quá đơn thuần, nhưng thực ra cuộc đời nó không có như vậy. Không phải cái gì mà cứ dễ ăn thì mình sẽ làm được, sẽ có một cái rủi ro nào đó. Nhưng lúc đó em nhận ra được là mình quá tin người. Và từ đó về sau kiểu như là em không còn tin tưởng bất kỳ ai luôn. Có một khoảng thời gian em bị stress mà kiểu tới nỗi mà em muốn tự thử. Điều gì khiến mình bị căng thẳng? Tại vì em không chịu nổi cái áp lực đó. Áp lực đòi nợ? Dạ. Một phần thì do em cũng được ở dưới quê, được nhiều bạn biết tới. Tức là em cũng không chịu nổi mà cái áp lực mà bị người khác công kích nhiều như thế. Bây giờ em không chơi với ai nữa, em chỉ có một mình em và em cứ như vậy. Em vẫn có bạn bè nhưng mà chỉ là xã giao thôi chứ không gọi là thân. Nhưng mà em liệu em đã thật lòng với người ta chứ? Kiểu em tụi nó bị cái gì, vấn đề gì em cũng để thời gian giúp được, em sẽ giúp tụi nó hết. Có một vài người thì có thể giúp được em nhưng mà sau một thời gian thì em thấy họ quay xe hết. Vì sao? Chắc em nghĩ là do mình nợ. Nợ? Nợ ở đây được em hiểu thế nào? Em nợ tiền nhiều lắm. Kiểu em cứ lâu lâu em cứ hỏi bạn này là có 100 không cho tao vay. Thì tụi nó cứ xin tin nhắn xong không rep. Vì sao mình lại phải nợ nhiều nơi như vậy? Do cái khoản mà em đã đi vay để trả ấy, nên là em phải nợ nhiều. Tới bây giờ em vẫn còn đang nợ. Nhưng mà ba mẹ cũng đã xử lý cho mình rồi mà, tại sao nó vẫn chưa dứt điểm? Chỉ có một mình mẹ em biết. Và ba em chỉ biết là em chỉ nợ như đó và trả hết thôi. Chứ còn khoản sau thì ba em chưa biết. Vậy tại sao bây giờ mình không công bố một lần luôn cho dứt điểm mọi thứ, để mình cũng được an ổn, phụ huynh cũng tin cậy mình. Tại vì em phải hình dung là bữa nay em nói với mẹ là mẹ con nợ 5 triệu, mẹ cho em 5 triệu để xử lý. Xong rồi đến 3 tháng sau các em lại nói là mẹ thực ra là con còn nợ tới 15 triệu chỗ khác nữa. Mẹ cũng sẽ cho em 15 triệu xử lý, nhưng cái niềm tin mà phụ huynh dành cho em nó bị rơi rớt. Và bản thân em cũng sống những cái tháng ngày không có bình yên. Vậy thì tại sao mình không nói một lần cho nó hết chuyện? Tâm lý của em bị sợ, nhất là sợ bố. Chửi xong cái đánh thì dữ lắm. Em nói hết với mẹ luôn, với lại em với mẹ đang cố gắng làm để trả. Tổng cái số nợ giờ em đang gặp là bao nhiêu? Dạ khoảng còn gần 4 triệu mấy, 5 triệu. Nhưng mà kiểu bây giờ bố mẹ em phải dùng tiền đó để nhập hàng về và không còn khoản dư. Ngày trước thì còn khoản dư nhưng mà chắc do em phá hết rồi. Em nghĩ gì nếu như sau chương trình ngày hôm nay ba em coi được chương trình? Bố em chắc chắn sẽ thấy, nhưng mà em chỉ muốn nói xin lỗi bố thôi. Trước đây em cực kỳ ngoan luôn, giao tiếp rồi đi học đồ này kia thì cái tính của em kiểu như là nó sẽ bị đua đòi như các bạn khác. Mình có giảm được cái tính đó không? Em giảm được một phần vì em ở nhà, nên là em không có làm cái gì hết á. Em chỉ thức dậy, ăn rồi ngủ, xong rồi phụ được cái gì phụ. Mình dự định những tháng ngày như vậy khi nào nó sẽ kết thúc? Hết tháng này, rồi em cố gắng làm. Em biết là bố mẹ sẽ không gánh em nổi tới khi mà em lớn nữa. Thực ra em đang lớn rồi. Em đã lớn từ năm ngoái rồi. Chị không nghĩ gần 5 triệu là một cái khoản tiền nợ mà ba mẹ không cắn đáng nổi đâu. Thực ra nếu như ba xem được cái chương trình này, nó cũng là một điều may mắn cho em, để ba hiểu rằng là thực ra bản chất câu chuyện nó còn cái gì. Có thể ba cũng sẽ là những cái tính tình cũ thôi, có thể rất là hà khắc với em, có thể thậm chí là có đòn roi với em nữa. Thì chị hy vọng là ba cũng có nghe những lời chị nói để hiểu rằng là thực ra đòn roi nó cũng không giá trị gì trong trường hợp này. Cái quan trọng là mình phải cắt được hết những cái dòng nợ đó. Chị muốn quay lại một tí về cái trải nghiệm của em khi em bàn về niềm tin với cuộc đời. Cái cú số 130 triệu đầu đời là một cú số lớn, rất là lớn. Nhưng có bao giờ em nghĩ rằng đó là câu chuyện nhân quả không? Dạ có, tại vì ví dụ mình lấy của này một ít nhưng mà phải trả lại nó rất là nhiều. Và cái thứ hai là cái việc mà em có cảm giác như là bây giờ em không tin ai được hết, bởi vì em bị lừa. Thực ra chị muốn nói rằng là có một người nữa, họ đã là một cái tác động rất là lớn cho cái câu chuyện mà em bị mất niềm tin vào cuộc đời. Không phải của cái anh ôm 130 triệu trốn đi đâu, mà cái người đó chính là em.
Tại vì từ trong bên trong của em, cái mầm móng của mình á, là mình đã có những cái suy nghĩ. Ví dụ cái ngày mà em nghĩ về cái việc là em mượn nợ mấy cái app, thì em đã tính luôn tới cái con đường mình mượn mà mình sẽ không trả. Khi mà điều này nó trở thành cái suy nghĩ ổn định của em á, nó làm cho em hình dung ra một cái câu chuyện rộng lớn hơn là gì? Là người khác họ cũng như vậy, không có ai đáng tin hết. Tại sao em lại nuôi dưỡng một cái suy nghĩ là không ai đáng tin hết? Bởi vì chính em là cái người luôn luôn có những cái sự bất tín trong những mối quan hệ như vậy. Cho nên chính mình với cái suy nghĩ ổn định của mình, nó đã tạo ra một cái sự hoài nghi mình dành cho cuộc đời. Chứ không phải là vì em bị lừa mà em mới bắt đầu cẩn trọng hoặc là em không tin ai nữa đâu. Mà bởi vì chính cái suy nghĩ của em, nó đồng thời tạo ra một cái gọi là một cái người khác ở bên trong em nữa. Tạo ra bên trong em một cái quan điểm nữa, là cái việc là cuộc đời này không đáng tin. Bởi vì như mình nè, mình cũng tính dữ lắm, mình cũng tính với người này, với người kia. Thậm chí là những cái tin nhắn mà em gửi cho bạn em, ê có 100 không cho mượn, có 300 không cho mượn, thì cái lúc đó là em mượn thôi. Nhưng mà cái ngày mà em trả nợ cho nó là ngày nào thì chính em cũng không chắc được. Đúng không? Dạ đúng. Vậy thì mình chỉ có thể khôi phục niềm tin bằng chữ tín của mình thôi. Thực ra khi mình là một cái người có chữ tín, bỗng dưng bạn sẽ tin vào người khác. Còn khi mình là người không có chữ tín rồi, thì thực ra mình sẽ phóng chiếu, mình sẽ áp đặt cái tôi đó của mình lên trên mọi mối quan hệ luôn. Bởi vì chúng ta thường nhìn người khác bằng cái trải nghiệm của mình mà. Vậy thì tương lai em đang có cái kế hoạch gì cho mình? Tương lai em tính đi học cao đẳng. Để học cái ngành mà bố mẹ em đang cần tới. Em có cần không? Dạ có, em cũng cần nó để phụ cho nhà em. Với lại tự kiếm tiền lo cho bản thân em. Cái điều gì ở bản thân em hiện nay mà em rất là muốn thay đổi? Tính tình với lại cách suy nghĩ của em. Dạ tính em trẻ con với lại lôi nhôi. Là em muốn thay đổi một phần nào đó. Với lại cái suy nghĩ của em dạo này nó không được tích cực, nó cứ toàn là tiêu cực. Tối đến thì em không bao giờ mà em ngủ được hết. Các cái suy nghĩ tiêu cực nó cứ dồn vào trong đầu em. Em đã nghĩ những cái gì? Tại sao tới 19 tuổi mà vẫn mất hết phương hướng, chưa có được cái gì hết. Bạn bè thì cứ có định hướng, có tương lai, đi học đầy đủ hoặc là chọn được cái nghề mà nó mong muốn. Đúng. Còn mình thì không. Cũng chưa hẳn là nó chọn được cái nghề nó mong muốn đâu Đăng. Nhưng mà chỉ đơn giản là nó đã chọn thì nó đi. Còn mình khi mình chọn xong mình hoài nghi. Mà thay vì hoài nghi mình đi làm rõ ra thì em lại chọn cái cách là em bỏ cuộc. Em bỏ cuộc, em lại bước vào những cái cuộc mới, mà những cuộc mới đó cũng lại là những cái cuộc mà mình không rõ ràng. Chị có thể hiểu được cái sự tiêu cực của em. Đó là cái việc mà mình so mình với bạn bè đồng trang lứa. Mình so mình trong cái quan hệ gia đình. Chị vẫn tin rằng hiện giờ bố mẹ vẫn còn rất nhiều hoài nghi về em. Tiếng nói của em trong gia đình có thể không có giá trị. Đúng không? Thậm chí là mình cũng bị la nữa đó. Có thể là bị la suốt ngày. Có. Nhưng mà kiểu em ngủ dậy thì đi ra ngoài được tầm ăn tô cơm xong em lại rút vô phòng. Cái điều kế tiếp tạo ra cái điều đó là cũng chính từ cái em vừa mới tạo. Đó là cái nhịp sống của mình. Em bị lệch nhịp sống. Con người sống về đêm, sáng thì ngủ. Vì buổi tối em không thể nào mà ngủ được. Với lại em cũng dừng uống thuốc một thời gian rồi. Thuốc đó ở đâu ra mà em uống? Ai dẫn em đi điều trị? Không ai dẫn, tự em đi. Vậy thì thuốc đó ai cho? Của một người bạn em lấy về cho. Vì sao bạn đó biết em bị cái gì mà lấy thuốc? Dạ, đó là thuốc an thần. Vậy thì tại sao lại tự ý uống thuốc an thần? Kiểu như em bị mất ngủ mà em có thể thức hai đêm liền luôn. Không bao giờ mà em nhắm mắt lại ngủ. Mặc dù buổi ban ngày em rất mệt luôn, nhưng mà em vẫn không ngủ được. Em lén bố mẹ em uống thuốc luôn. Nói chung là tất cả mọi hành động tiêu cực là em đều làm hết luôn. Bởi vì đơn giản là em đã không có tiêu tốn năng lượng đủ để cho não bộ của mình nó có khả năng ức chế vào ban đêm để em có thể ngủ được một cách bình thường. Cái nhịp sống của em hiện giờ nó không ổn. Và nó không ổn cả trong cái việc đó là bố mẹ quan sát cái nhịp sống đó, bố mẹ cũng không có niềm tin với em. Và với cái nhịp sống đó thì nó cũng không thể làm cho em thay đổi cái điều gì hết. Cho nên một lần nữa chị muốn hỏi lại một cách rất nghiêm túc là em có muốn thực sự thay đổi không? Em đang trong quá trình thay đổi. Em đã làm gì để làm để thay đổi? Em cố gắng, em hòa nhập lại với tất cả các bạn. Bạn ở đâu được mà hòa nhập? Trong khi mình thì đang ở nhà, tụi nó đi học hết rồi. Bạn cấp 3, chứ lại có một người bạn mà hồi đầu em kể với chị là em có kể câu chuyện này với một người bạn đó. Thì bạn đó năm nay sinh năm 2007.
Thì em với bạn đó chơi thân nên là em kể câu chuyện bên đó, và bạn đó giúp em kiểu như thoát khỏi cái tiêu cực đó. Bạn đó động viên em đồ này kia rồi rủ em đi chơi, rồi tập em những cái thứ tích cực nhất có thể. Tại vì thực ra cái kiểu hỗ trợ đó nó vẫn chỉ đang là cái kiểu vuốt ve cảm xúc thôi. Nó chỉ là một phần thôi. Còn muốn hay không chỉ do bản thân mình tạo ra. Em có muốn thì em cũng phải có hành động. Cái điều lớn nhất của em hiện giờ là em không hề có một hành động nào để tìm lại chính mình hết. Em thực sự muốn thay đổi không? Em cũng rất muốn thay đổi, nhưng mà bản thân em thì em cảm nhận được luôn là em đang cố gắng nhưng mà nó sai cách thôi. Cách nó là gì mà mình nghĩ là nó sai? Khi mà em bị tiêu cực một cái vấn đề gì đó, em sẽ đi kiểu đi hút thuốc để giải tỏa nó. Dạ. Yeah. Cái ý niệm về câu chuyện là em muốn thay đổi, em muốn đời của em nó tích cực hơn, em muốn em có một cái tương lai, em muốn em tạo dựng cái cơ đồ của mình, vân vân. Thì đây là những chỉ định mà em phải làm. Thứ nhất, ngừng ngay thuốc an thần. Bởi vì thứ nhất, các bạn đang uống thuốc không dựa trên chỉ định của bác sĩ. Và thuốc an thần về bản chất nó là thuốc ức chế hệ thần kinh. Và điều này nó không có giá trị gì trong cái câu chuyện mà em chữa trị hết á. Bởi vì vốn cái việc em chữa trị hiện nay nó phải nằm trên sự thay đổi hành vi, chứ nó không phải là cái chuyện nạp một cái loại dược lý ở bên ngoài vào trong cơ thể của mình. Những cái dược tính đó nó chỉ hỗ trợ để tác động đến cái cơ thể của mình thôi, và nó chỉ làm gia tăng sự mỏi mệt thôi, chứ nó không có tác dụng tích cực một cách thực sự. Em phải xác định rất rõ luôn cái ngành em sẽ học lại, và cái trường em sẽ học lại, và cái ngày mà em sẽ đi học lại, và bắt tay vô cái chuyện chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và đi học. Chứ nó không có ngồi đó mơ hồ em sẽ học cái ngành đó. Dạ, năm sau là em bắt đầu em đi học lại, và em cũng đã làm xong hồ sơ rồi. Vậy thì từ đây cho tới đó và tới cả sau này nữa, một ngày 24 giờ của mình đã có kế hoạch để mình làm cái gì trong một ngày 24 giờ. Nếu em không có kế hoạch, em sẽ để cuộc đời em nó trôi như vậy đó. Mà khi em để cuộc đời em nó trôi như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là mọi tiếng nói của em trong gia đình không còn giá trị nữa. Bởi vì ba mẹ đang thấy em là một người không chủ động. Và cái đứa bạn mà sinh năm 2007 hay là bất cứ đứa bạn nào đó lúc này, nó chỉ chuyển em từ cái niềm vui này qua cái niềm vui khác thôi. Cái niềm vui của em thay vì nằm trên giường, nằm hoài nó cũng chán, thì thôi bây giờ chuyển em qua một niềm vui mới, đó là ngồi quán cà phê, ngồi quán nét, hút thuốc. Tất cả những điều đó nó vẫn đang là hưởng thụ, nó cũng chưa có gì thay đổi. Vậy thì việc của em bây giờ là phải trả lời được một ngày 24 giờ. Mấy giờ đến mấy giờ mình thức dậy? Mấy giờ đến mấy giờ mình coi xưởng cho ba mẹ? Mấy giờ đến mấy giờ mình có một cái hoạt động thể chất? Rồi mấy giờ đến mấy giờ mình có muốn đọc hoặc là học thêm một cái gì đó mới từ internet hay không, khi mà bây giờ mình chưa có quay trở lại trường học? Em có nghĩ tới là em cũng đang hoạt động thể chất cho em ở môi trường của em nhiều. Em đi tập võ. Bố mẹ em có cái tính rất là lạ luôn. Con ngủ để ngủ nào dậy thôi, chứ không bao giờ mà kêu dậy sớm. Kiểu em dậy thì ăn cơm xong thì em sẽ tắm rửa rồi em đi rửa chén hoặc là giặt đồ phơi đồ, phụ một cái gì đó. Xong rồi thì mẹ có kêu lên thì xếp đồ hoặc là may cái gì đó cho mẹ thì em vẫn làm. Mà em làm được tới khoảng 5 giờ thôi là có thợ vào, thì em sẽ bỏ việc đó đó và em đi tập võ để cải thiện lại hơn. Thế thì khi mà mình chạy một cái lịch trình như vậy, nó có dễ chịu với mình không? Dạ, em cảm thấy lúc đó bản thân của em nó thoải mái hơn được một tí. Đó, chính cái trải nghiệm đó cũng làm cho mình chứng thực được là nếu một ngày trôi qua mà mình có những cái hạng mục công việc cụ thể, mình cứ theo cái hạng mục đó mình làm thì nó tốt hơn cho đời sống tâm lý của mình, đúng không? Thì chị hy vọng là em sẽ có một cái sự quyết liệt hơn trong cái chuyện này. Tại vì cái điều quan trọng nữa không phải là ở sức khỏe em không đâu, mà nó còn là cái niềm tin mà ba mẹ dành cho em. Mình đã lỡ xài cái niềm tin của họ nó lố rồi, thì bây giờ mình phải trả lại và mình làm cho ba mẹ tin cậy để sau này em còn được quyết định. Sau này em còn được quyết định nghề nghiệp, về tương lai, về cuộc đời, về tình cảm của mình. Hình dung được ý của chị không? Dạ có. Nên là chị hy vọng là sau cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, mình cố gắng hiểu đúng về cái việc sử dụng thuốc an thần. Hãy tập trung vào những cái hoạt động thực tế, những cái hoạt động mà mình biết một cách cụ thể và mình làm nó. Và nếu có thể hãy cắt nợ đi một lần một, để mình giải quyết cho nó rạch ròi, nó minh bạch, để sau này mình không phải là một người mà khi bạn bè nhắc tới nó lại có rất là nhiều sự e dè dành cho mình.
cứ nói tới rằng là nó sẽ mượn nợ thì nó rất là bất lợi cho em. Khi em quyết định xuất hiện ở đây, ngoài cái việc mà em kể cái câu chuyện đó đó, thì thực ra từ cái câu chuyện đó, cái mong muốn của em là cái gì? Dạ, em muốn một phần nào đó bản thân mình có thể thay đổi. Với lại em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến bố mẹ em. Con xin lỗi bố mẹ vì luôn gây ra những cái gắt gói cho bố mẹ và chưa làm được cái gì để giúp cho nhà mình. Con chỉ muốn nói lời xin lỗi với bố mẹ rất nhiều. Con muốn đi học tiếp nhưng mà theo cái ngành mà bố mẹ muốn, cho đến khi mà có thể làm được việc cho nhà mình. Và ăn cơm thì bố đừng chửi nhau nữa. Tại ăn cơm thì bố em kiểu bình thường không gặp mặt em được thì sẽ không chửi được. Mà mỗi lần mà vào bữa cơm thì em mà sai gì đó thì bố sẽ nhân tiện bữa cơm đó gặp mặt được em già, la em. Hãy là một bữa cơm gia đình đúng nghĩa để mình còn muốn về nhà ăn cơm ha. 130 triệu với một bạn trẻ vừa mới vào đời, tính ra bạn đó góp khoảng cỡ gần 50 thôi. Nhưng 18 tuổi, một cái món tiền đó không hề nhỏ. Và nó cũng được gom từ rất là nhiều nguồn, nó thật sự là câu chuyện quá sức. Nếu như nhìn bằng góc nhìn của doanh nhân ngàn tỷ, chúng ta sẽ cảm thấy ôi đây là một cái câu chuyện nó giống như là lá me, lá mít thôi chứ có gì đâu. Nhưng thực sự đó là một cái trải nghiệm, một cái cú sốc rất lớn. Và đi theo đó là cả một cái sự hoài nghi cũng như là sự khủng hoảng mà các bạn ấy phải chịu đựng. Và cũng rất là cảm ơn em vì đã can đảm gửi một vài lời đến phụ huynh của mình. Câu chuyện của em ngày hôm nay cũng sẽ làm cho ba mẹ biết rằng là em đang có những cái trăn trở gì và họ có thể là cái người hỗ trợ em tốt hơn. Có lời gì nhắn nhủ với những bạn trẻ 18 tuổi khởi nghiệp không? Nếu mà các bạn còn đang trong cái quá trình học thì cố gắng học. Khi mà bạn muốn kinh doanh hoặc là muốn làm một việc gì đó thì phải chắc chắn được là người đó có đáng tin cậy hay không. Đi học cũng là một dạng khởi nghiệp. Khởi nghiệp kinh doanh ở bên ngoài cũng là khởi nghiệp. Nhưng mà khi chúng ta khởi nghiệp bằng việc học, cái giá trị nó sẽ khá là an toàn, bởi vì các bạn sẽ được chứng thực bằng một cái bằng cấp. Nhưng mà khi khởi nghiệp ở bên ngoài thì đôi khi người ta lật kèo lúc nào mình không có biết. Cho nên thôi thì đầu đời mình chọn cái cách khởi nghiệp nào nó an toàn mà đi được lâu dài. Còn muốn chơi lớn á, thì phải bằng thực lực, chứ cũng đừng có gom tiền ở các nơi rồi trong đó có áp tín dụng đen đồ nữa rồi trở tay không có kịp. Chị tin là nó nặng nề lúc em đã trải qua. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng đã bắt đầu cố gắng tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi ha. Dạ. Và chị cũng hy vọng là cái tinh thần thẳng thắn của em cũng là cái tinh thần mà được các bạn đón nhận, các bạn trẻ đón nhận để hiểu rằng là sai thì mình sửa. Và thật sự muốn sửa. Và chị cũng mong muốn rằng là cái chuyện thật sự muốn sửa là cái chuyện mà em sẽ quyết tâm theo đuổi đích cùng. Và rất là hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại em với một cái tâm trạng khác hơn, thần thái khác hơn, sự tự tin lớn hơn. Và mình biết được rằng là đời của mình dành cho cái gì mà mình theo đuổi nó một cách hết sức là tích cực. Yeah. Cảm ơn Hải Đăng. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Và như chúng tôi đã nói, ai cũng có chuyện. Chuyện lớn hay chuyện bé thì tùy vào bản thân mỗi người, người đó là ai thì mới ra được cái sức nặng của câu chuyện. Nhưng hãy yên tâm, mọi câu chuyện của quý vị sẽ luôn được chúng tôi lắng nghe vào mỗi tuần. Còn bây giờ thì thời lượng nhận. Thì đầu tiên chắc mình giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha. Em tên Phạm Minh Tường. Em nói luôn được chị? Nói đi, chị đang chờ em nói đó. Em Minh Tường nè, em sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 1989. Rồi, công việc em là gì? Em làm nông chị, em làm ruộng á. Làm ruộng? Hay là trồng cây hoa màu hay là gì? Trồng lúa chị. Quê em ở đâu? Dạ em ở Long Bạc Liêu chị. Bạc Liêu. Rồi, chia sẻ cho chị những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm của mình đi em. Thì ưu điểm là em nói chung nào giờ em gương gần không chị? Nếu mà em nói thì ưu điểm thì em siêng năng, giỏi giắng, chịu làm, chịu khó đó chị. Rồi, ok. Rồi, vậy có tật xấu gì không? Nhậu, thuốc gì không? Dạ em không nhậu, ý em nhậu ít thôi nhưng mà em không hút thuốc luôn chị. Nhậu ít, không hút. Khoan chờ anh xíu, ở đây có hai người bạn cá luận thì chỗ của bạn kia mình thoát ra được không ạ? Dạ.
Rồi ok ha. Rồi à, bây giờ em nói tiếp về cái đường tình duyên đi. Mình có bao nhiêu mối tình rồi Tường? Rồi tại sao chia tay? Em đã 2 lần đò chị. Là ly có, dị 2 lần á hả? Dạ. Là có đăng ký kết hôn không em? Dạ có đầy đủ chị. Rồi lý do làm sao? Đâu chia sẻ lại cho chị biết với. Quá trình sao ly hôn quá chị? Không, sao mà sao ly hôn? Sao ly hôn có gì đâu kể. Có nghĩa là cuộc hôn nhân đầu là quen làm sao? Ở với nhau bao lâu? Có con cái gì không? Rồi tại sao chia tay? Dạ cũng thì ở có như ở gần xóm nè, 2 đứa quen. Rồi sau đó được kết hôn rồi sống khoảng được chưa đầy năm chị, rồi có cũng có 1 đứa con trai á. Rồi thấy bên em cũng rồi lúc đó vẫn chặt hơi nghèo, rồi bên vợ hơi thấy nghèo quá đó, rồi họ bắt con gái lại rồi ly hôn với em. Rồi cái hôn nhân thứ hai thì sao em? Hôn nhân thứ hai thì cũng mới đây đổ vỡ, mới hồi năm 2021 thì cũng hai bên cũng có cãi giả chút đỉnh, rồi bên thì cũng thấy sống không hạnh phúc rồi ha, rồi hai đứa tự nguyện ly hôn luôn chị. Rồi ok, có con cái gì không? Dạ em có 2 thằng trai. Ai nuôi? Đứa lớn thì 13 tuổi, còn đứa nhỏ thì 9 tuổi chị. Ừ. Rồi ai, đều ai ở với ai em nuôi hết. Em? Ủa rồi sao dạ, vợ em không nuôi đứa nào hết vậy? Em không biết sao, tại vì họ đi cứ chia tay là để con em nuôi, hai người vợ đều để lại 2 đứa con. Ừ. Rồi bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Em tìm một người thì cũng như là từ 25 đến 32 thôi. Vì em 34 tuổi rồi. Thì nếu mà người nữ đó không có con thì càng tốt, bởi vì em có 2 thằng trai rồi, nếu mấy nữa về bơ của con mà con anh con em nữa em thấy hơi hơi khó, thành ra em muốn tìm một người bạn gái là cũng như là như thôi chồng cũng được mà lỡ thời cũng được mà đừng có con đó. Lỡ thời sao không có con được em? Nếu lỡ thời người ta sẽ muốn sanh con là em sanh nữa được không? Được chứ, còn nhưng mà như em tìm một người là chưa chưa có con á, được Mà không chị? em thì ly hôn, mà nếu người ta ly hôn người ta cũng đang nuôi đứa con thì được không? Sao mình cũng 2 đứa mà, thì mình cũng thông cảm cho người ta chứ. Dạ cũng được chị. Ừ, tại vì mình cũng có hoàn Dạ. cảnh mà mình còn tới 2 lần nữa mà mình còn khó chịu chỗ này thì khó người nào tìm được lắm. Nên là cái sự bao dung Dạ. nữa em. Ừ, chứ còn ai mà không muốn là đúng không? Được không? Dạ được. Rồi, rồi em thích người đó quê ở đâu, tuổi tác rồi ha, người đó ở đâu được? Thì từ các tỉnh miền Tây thôi cũng được không chị? Ừ. Đi em á. Ừ. Rồi ok. Rồi được rồi, nếu mà được chọn thì chương trình liên lạc với em ha, và em lên Sài Gòn ghi hình được không? Dạ được. Ừ. Rồi nếu ai chọn á thì sẽ liên lạc lại trao đổi thêm với em nha. Cảm ơn em nhiều. Ừ. Dạ, rồi cảm ơn chị. Tác quay quán của mình nha. Mình tên Nguyễn Nhân Tèo, sinh năm 1985, ấp Bà Lãnh, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Công việc mình tối ngày chỉ đi chặt thuốc nam với làm nhà từ thiện không mà, tại mười mấy 20 năm nay làm vậy. Ủa rồi mình sống thì cái thu nhập mình từ đâu ạ? Nhập cũng mấy chị với mẹ đều cho nhà xài thôi, còn như mình đủ tiền mình xài thôi, còn như tối ngày đi làm từ thiện nhiều khi người này người kia cho cái mình xài.
Rồi, ok, bây giờ mình nói nha, cái hình mẫu mình mong muốn người như thế nào ạ? Nói chung không muốn gì chứ cứ khảo với cha mẹ là muốn phải làm từ thiện là được. Rồi, mình có điểm không thích ở bạn gái là gì vậy? Nói chung cũng bình thường thôi, tại mình cũng đâu biết người ta có thích mình không mà mình không thích người ta mất công làm sao Nhưng mà cũng hồi được. trước giờ là mình đã có người yêu chưa? Mình đã có quen một người nào chưa? Cũng có quen mà mình thấy kiểu như giai cấp nó hơi khác, mình không dám quen, Thế tại là giai sao? cấp người ta thì học thức cao, còn mình thì mới học lớp 6, lớp 7 thì nghỉ đi làm từ thiện này kia, cái thấy vậy vợ không dám quen. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Rồi, nếu mà được chọn, biên tập sẽ trao đổi với mình thêm nhé. Rồi, cảm ơn. Chào anh ha. Ở đây thì chỉ có ekip và chỗ của biên tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi, chứ không có ai hết. Thì mình tự tin mình chia sẻ về bản thân mình ha, họ và tên tuổi quê quán nghề nghiệp, điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Tôi tên là Nguyễn Viết Luận. Vâng, tôi sinh ngày 5 tháng 12 năm 89. Hiện tại thì Nguyễn Nguyễn Tiến Luật ha anh. Nguyễn Viết Luận, viết là cây viết á, luận Rồi, là bình viết luận á. luận rồi, Nguyễn viết luận, ok. Vâng, tôi sinh ngày 5 tháng 12 năm 89. Và cái quê gốc của tôi thì ở Nam Định, nhưng mà ba mẹ tôi thì vô Bạc Liêu lâu rồi, từ năm 84 cơ. Hồi đó là chưa có tôi, tại lúc đó là khi mà sau giải phóng á, thì nhà nước nó có cái chính sách là di dời một số người dân ở miền Bắc vào miền Nam đó. Rồi mình vậy là thì mình cứ giới thiệu mình là Bạc Liêu anh ha. Vâng, tôi ở Bạc Liêu thì hiện Rồi tại tôi điểm đang mạnh làm điểm yếu của anh là gì? toán. Thì cái điểm mạnh của tôi là tôi không có nói chuyện những cái lời mà khó nghe, nói chuyện rất là lịch sự và tôi trung thực, cái tôi sống có tình cảm. Còn điểm yếu của tôi là mấy cái nghệ thuật ca nhạc thì tôi không có rành. Rồi mình có sở trường, mình có tài lẻ gì không anh? Sở Tài trường lẻ của lúc trước anh thì tôi nhảy. là gì? Lúc trước thì tôi có tập shuffle dance á, nhảy shuffle á, nhưng mà giờ thì cũng không có thường xuyên tập lắm. ở trên Rồi. ở trên cái trang Zalo của tôi thì tôi cũng có nhảy một vài lần ở ở trên cái trang Zalo của tôi, giờ cũng lâu rồi cũng bỏ rồi. Bây giờ tập lại Rồi. thì vẫn còn được, nhưng mà nó không có chuẩn như lúc xưa nữa. Kệ, thì cứ ví dụ như mà nếu như mà anh được lọt vào vòng trong của chương trình Mẹ Muốn Hẹn Hò thì có gì thì anh cứ tập luyện ha, tới bữa đó lên nhảy với bạn gái coi ha. Vâng, được. Rồi. Rồi về tình trường của anh thì như thế nào nè? Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Lúc trước thì tôi có quen hai bạn. Cái bạn đầu tiên là cái bạn hồi lớp 12, cái hồi nó cũng năm 2006-2007 á. Tại lúc đó mình cũng chưa có Quen bao gì. lâu? Mình quen bao lâu Lúc rồi sao mình chia tay? đó lúc đó thì quen trong khoảng gần 1 năm. Lúc đó gia đình tôi không có điều kiện. Với cái thứ hai lúc đó là tôi mặc dù đã thi tốt nghiệp lớp 12 rồi, nhưng mà tôi chưa thi đại học, cho nên là tôi cũng nói chung lúc đó tôi là nông dân đó, mà tôi cũng đi làm phụ hồ thêm để mà lo cho gia đình, để mà lo ôn thi nữa. Lúc đó gia đình tôi khó khăn, lúc đó ba tôi thì cũng gia đình nuôi tôm cũng không thành công nữa, rồi cũng ba tôi cũng học đó, Ủa mà thành hiện ra tại là mình công không việc có của điều anh ở dưới là cái gì? Nuôi tôm hả? kiện. Không, tôi làm kế toán ở công ty. Nhưng mà gia đình vẫn có vuông tôm đúng không? Vâng, nhà tôi đất nhiều cũng khoảng 2 hecta rưỡi, 25.000 m2. Rồi là Ba mẹ tôi thì ba còn gia khỏe. đình là nuôi tôm hả? Vâng, nuôi tôm với lại thả tôm lang, thả tôm, cua lang. Rồi, ok. Thì anh quen cái cô đó bao lâu? Cái đó khoảng 1 năm. Các bạn đã học chung lớp 12 với tôi. Rồi sao? Rồi thấy nhà anh nghèo quá nên ta chê hay sao? Không phải, lúc đó là mình cũng chủ động mình rời xa bạn ấy, tại vì nó
đấy, cũng Mình tự đi học tin ở hả? trường đại học ở trên Cần Thơ. À, đúng rồi, cái thứ hai nữa mình cũng chưa có gì cả, còn bạn ấy thì cũng có nhiều bạn nam theo đuổi á. Ừ, cái thứ hai nữa cái lúc đó mình cái điều kiện kinh tế mình không có, rồi là mình cũng ít có điều kiện mình gặp gỡ người ta, thành ra là cũng xa mặt cách lòng rồi, mà mình cũng chủ động rời xa bạn đó nữa, tại vì mình chưa có gì cả. Anh Luận là anh sinh năm mấy nè? À, 5 tôi tháng sinh năm 12. 5 tháng 12 năm 89. Rồi chị có một mối tình đó hả? À, lúc sau này khoảng năm 2018 tôi cũng có quen một bạn nữa. Rồi Thì quen bao lâu, lý do vì sao chia tay mối à, tình đó? cái bạn đó thì ở bên Kiên Giang á, mà cái bạn đó thì làm công nhân ở trên Bình Dương cơ. Thì bạn ấy thì nói chung là cũng không có xinh lắm, nhưng mà bạn ấy làm nông dân rồi, cái suy nghĩ của bạn đó nó cũng hay, cái suy nghĩ của bạn nó nhiều khi cũng không không có theo kịp với mình, tại vì nó hơi gọi là nó giống như là cái mình không phải là dùng từ gì, nhưng mà nói chung là cái đẳng cấp của bạn không với tới, tức là sao, tức là bạn ấy không có ý chí tiến thủ, không có cải thiện Chị mình thôi theo mình ý cứ theo dùng là bạn không có ý chí tiến thủ ha ha. à. Cái này tôi muốn nói rõ thêm cái này cái nữa, tại vì theo Rồi theo sao tôi nghĩ là con người thì cần phải hoàn thiện mình. Ví dụ nè? như cái việc đơn giản nhất là phụ nữ đi, ví dụ như ở hôm nay mình quét nhà như thế nào, mình cải tiến là sao cho nó sạch mà nó đỡ mất thời gian thôi chẳng hạn, hoặc là mình nấu, hôm nay mình ví dụ hôm nay mình tập một cái món này, ngày mai mình có tập thêm một cái gì, món khác kiểu kiểu như thế, tức là mỗi ngày mình sẽ tiến bộ thêm một chút, cái quan điểm của tôi là như thế, mặc dù những cái việc rất là nhỏ hàng ngày thôi, chẳng hạn Rồi như lau nhà ok thì mình cũng phải cải thiện, ý tôi là như vậy đó. Rồi ok rồi quen chị đó được bao lâu rồi anh chia tay? À, quen khoảng nó cũng cỡ khoảng 8 tháng á, rồi Quen 8 tháng thấy không hợp rồi chia tay. đúng Rồi là từ 2018 tới giờ luôn hả, là anh chưa quen ai hay sao? thì là cuối năm 18 bây giờ là không có quen ai chưa đó. Lý do vì sao không có tìm hiểu ai ở dưới, chẳng lẽ không có người sao? À, cái chuyện này thì nó cũng hơi phức tạp, tại vì như thế này, tại vì chị hai tôi thì chị hai tôi sinh năm 83, mà chị hai tôi có một em bé sinh năm 2010, thì tới nay nó cũng 13 14 tuổi rồi, mà tại em bé này bị thiểu năng, nó không có nói chuyện được á, nó nói chung là cái trí tuệ nó kém phát triển á, thành ra nó cũng hơi quậy phá. Rồi giờ nói chung Là là ở chung với anh luôn hay sao? ở cái nhà kế bên cũng đất của ba mẹ tôi, nhưng mà ở nhà thì nó quậy phá, rồi nó la làng, rồi ăn uống, rồi nó giục đồ ăn đồ uống, rồi quần áo nó kia nó xấu lắm, rồi nói chung là nó cũng đi vệ sinh này kia, ỉa đái này kia, nó cũng Tùm lum tà la đúng không? đúng rồi, Mà liên quan gì tới em bé đó? tại vì cái này con của chị hai tôi, mà chị hai tôi ly hôn rồi, thành ra là ở ở kế bên của nhà của ba mẹ tôi thì ba mẹ tôi nuôi luôn, tại vì chị hai tôi đi bán đồ ngoài chợ, ở nhà mình tự trồng rau cải bầu rồi bí đỏ rồi bí đao này nọ đó, rồi mình đi chợ bán, rồi ba mẹ tôi ở nhà giữ em bé cho mẹ nó kiếm tiền. Thì em bé nó cũng vậy, nói chung là cái nhận thức của nó không có, thành ra Rồi rồi tóm lại thì sao nè, lý do vì sao anh không quen ai? thì người ta cũng có quen một số bạn, nhưng mà người ta chê điều kiện của mình như vậy đó. Rồi ok, là bây giờ lấy anh là phải về dưới Bạc Liêu ở hả? Ờ, tại vì tôi cũng nghĩ là nên về Bạc Liêu ngay hơn, Lý do vì sao? tại vì tôi cũng là con trai thì cũng nên ở Bạc Liêu và gần ba mẹ nó dễ hơn, ví dụ như ba mẹ mai mốt có già yếu thì mình chăm sóc, hoặc là mình đưa đi bệnh viện hoặc như thế nào đó thì nó cũng tiện hơn. Cái thứ hai nữa, nhà tôi đất đai cũng nhiều, tới hơn 2.525.000 m2, thì hơn 2 hecta, thì cũng cần phải có người để chăm sóc chứ, ba tôi cũng lớn rồi, Ồ, ví như dụ như là anh là người chăm sóc hay là lấy vợ về để vợ chăm sóc anh? không, tôi phải chăm sóc chứ, cái chuyện đó là chuyện của trách nhiệm của tôi chứ, còn các bạn kia đâu có gì. Rồi nhưng mà nói chung là lấy chồng, lấy vợ về là phải đi theo chồng đúng không? À, vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Còn nếu mà gia đình bên kia người ta không đồng ý thì tôi cũng phải phải suy nghĩ lại chứ, mình cũng chưa có quyết định là đúng hay sai. Nhưng mà nếu mà Rồi bên kia ok. người ta có thiện chí thì tốt hơn, còn nếu không thì đành Rồi chịu. bây giờ mẫu người anh mong muốn về ngoại hình thì như thế nào nè, về công việc tuổi tác thì như thế nào nè, hay là không cần công việc luôn, ở đâu cũng được luôn?
Nói chung là ở gần ở miền Tây hay là ở như thế nào thì mình không không bận tâm nhiều lắm, công việc thì mình không bận tâm nhiều lắm, miễn sao là cũng có một cái thu nhập gì đó là được rồi. Mà cái điều quan trọng nhất mà tôi cần đó là phải người đó là phải nói chuyện đàng hoàng, tính cách cái gọi là cái tâm tính của người ta là phải đàng hoàng. Đàng hoàng đối với anh ấy chữ đàng hoàng là như thế nào? Đàng hoàng thứ nhất là phải là một người tốt cái đã, chứ đừng có người tầm bậy tầm bạ, là những cái người là gian xảo này kia là tôi không có đồng ý. Còn cái ngoài ngoại hình thì tôi cũng không có bận tâm nhiều lắm đâu, còn công việc thì bạn nó cũng nên có một cái khoản thu nhập gì đó, làm cái việc gì đó là được rồi. Rồi ok. Bây giờ cao thấp mập ốm anh cao bao nhiêu vậy anh? À, tôi cao 1m67, nặng 62 kg. Bạn đó cao 1,5 m trở lên là được ha. À vâng. Rồi còn điểm nào anh yêu cầu nữa không anh ơi? À vâng, tôi cũng không yêu cầu gì nhiều đâu, miễn sao mà bạn nó đồng ý ở với tôi, hoặc là nếu mà bạn nó không ở với gia đình tôi thì có thể là tôi ra riêng để ở với À bạn nó cũng là có được. đất đai ra riêng được đúng không? À đúng rồi, đất đất tôi nhiều mà tới 2 hectare mà thoải mái. Rồi nói chung là ra riêng được rồi. Ok anh thì ở đây thì chương trình đã ghi nhận tất cả những cái thông tin của anh rồi, thì nếu như mà có người phù hợp hoặc là anh được lọt vào vòng 2 của chương trình thì sẽ có một thì bên chương trình em sẽ liên hệ lại với anh ha, để có người sẽ một biên tập Vâng. sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn chị nhanh nha. À vâng, cảm ơn chị ạ. À cảm ơn anh. À vâng. À vâng ạ. Tôi vô được rồi. Dạ em nghe rõ chị ạ. Dạ vâng được. Rồi chào anh. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình ha. Ở đây chỉ có ekip của chương trình. Bây giờ anh giới thiệu giúp sơ giúp em về cái họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình đi anh. Em là Bách ạ, em 31 tuổi ạ, sinh năm 92 và đang làm như văn phòng ạ. Em thì em ở Anh ngoài Hà Nội ạ. nói chuyện chậm lại giúp em, anh tên là gì? Dạ em là Phan Quang Bách ạ. 31 tuổi ạ. Đang là Phan nhân gì viên anh? văn phòng Phan ạ. bằng mắt hả? Tại cái mạng nó chập chờn quá. Anh sinh năm 1992 đúng không? Phan. Vâng. Rồi, ok anh làm nghề gì nè? Em làm nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng ạ. Chị chúc chat tiếp cho em với chị chúc. Rồi alo, alo. Em nghe rõ không em? Có Rồi em có nói công việc em nhân viên văn phòng đúng không? Rồi em nói giùm chị cái điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em giùm chị nha. em là một con người hòa đồng ạ, vui vẻ và rất thích tụ tập bạn bè. Em có nhiều sở thích như là đi du lịch, nấu ăn, và khoảng tập bạn bè. Còn về điểm yếu thì thực ra là có thể là do em hơi 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 khép mình trong mấy cái mối trong mấy mối quan hệ ấy. Thành ra là bây giờ em vẫn chưa có được em vẫn chưa tìm được một nửa của mình ạ. Em có quen mối tình nào chưa? Thực ra là có, nhưng mà thực ra là em thì thực ra là em đã trải qua 2 mối tình ạ. Một mối tình Em từ chị năm cấp 3. Của mình thì mùa gì năm cấp 3 thì là em thích một bạn khác lớp đó, và sau đó thì là nhưng mà vì là bọn em thì sau đó thì bạn đi du học ấy, là em không liên hệ được bạn ấy ạ. Thì về sau bạn ấy ở bên nước ngoài, bạn định cư cùng với cả gia đình bạn đi bên bên nước ngoài luôn ấy ạ. Thì là bọn em từ đấy thì cũng cũng không liên lạc gì với nhau nữa. Còn mối tình thứ hai thì là em chia tay cách đây cũng được 2 năm ạ.
Thì lý do là bởi vì bọn em không cùng cái quan điểm sống, không cùng cái suy nghĩ ạ. Thì là bọn em chia tay. Alo? Alo à? Chị vẫn đang nghe nè, em cứ nói nha. Dạ vâng ạ. Đó, em trình bày xong rồi đi anh chị. Rồi bây giờ em muốn tìm một cái hình mẫu bạn gái như thế nào? Em mô tả kỹ cho chị ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Dạ, ngoại hình thì em bạn ấy kém em một ít tuổi ạ, và bạn ấy có công việc ổn định ạ. Còn quan trọng là em phải hợp nhau trong cái suy nghĩ ạ, trong cái quan điểm sống. Quan điểm sống của em như thế nào? À, thực ra là cũng không có gì gọi là phức tạp đâu. Em thì chỉ cần một người mà có thể hiểu em và có thể chia sẻ, và cũng như là trở thành cái chỗ tin, một cái bạn ấy trở thành một cái chỗ dựa đáng tin cậy để em có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống ạ. Rồi quê quán ở đâu được? Dạ quê quán ạ. Quê quán thì thực ra em không quan trọng quê quán ạ, quan trọng bạn ấy hợp em. Vậy thì bạn gái trong miền Nam thì sao? Có nghĩa là em quê hẹn hò yêu xa được không? À, thực ra thì em cũng có ý định vào trong miền Nam đấy ạ. Thì thời gian tới em định vào trong miền Nam, thì là nếu mà quen được một bạn ở trong miền Nam thì đó là thì đấy, em nghĩ đấy là điều rất là tốt ạ. Rồi ok. Alo, em, nếu được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại với em nha. Và em bay vào Sài Gòn để ghi hình được đúng không? Vâng, em có thể bay vào Sài Gòn được ngay ạ. Rồi ok em, được rồi, cảm ơn em nha. Rồi em cảm ơn, em chào các chị ạ. Quê quán ở... Ủa là mình đã từng casting chưa ạ? Chưa. Mình làm bên công việc gì vậy Hận? Làm công ty đóng xuất khẩu á chị. Công ty đóng xuất khẩu trái chanh mình ăn á. À, xuất khẩu chanh. Là mình làm ở đâu? Long An. Rồi, mình chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu với lại cái đường tình duyên mình đi. Tình duyên có gì đâu mình chia sẻ. Không có thì cũng là chia sẻ được chứ. Thì chưa có thì cũng phải nói ra thì mình mới biết chứ. Tình duyên thì... Ví dụ như mình không có gì chia sẻ là mình chưa yêu ai hay không ai yêu mình hay là sao? Tình duyên thì em đã từng ly hôn 2 lần. Vậy mà nói không có, có quá nhiều luôn đó không? Tại vì người ta chết. Ly hôn mấy lần? 2 lần. 2 lần luôn mà ông nói không có gì chia sẻ. Rồi chia sẻ lần 1 như thế nào, lần 2 như thế nào? Thì lần 1 không hợp nhau thì chia tay. Lần 2 cũng vậy. Thì... Ủa là lý do làm sao? Mình ly hôn 1 lần là thì ấy chứ lần sau mình không rút kinh nghiệm hay sao? Tại lần đầu mình ở, lần đầu thì ở có 6-7 tháng à, không hợp nhau, rồi chia tay. Lần sau thì ở tới 7 năm à, tự động bỏ đi. Do... Có con cái gì không? Không chị. Ừ, không có con luôn, 7 năm mà không có con. Có bầu hư gì. Ừ. Rồi, vậy bây giờ muốn tìm một người như thế nào? Nói chung là... thì không cần phải giàu hay là này kia, chỉ cần hợp nhau là được rồi, hiểu nhau, hiểu trong công việc cho em là được rồi. Rồi bây giờ vợ bỏ đi là đã ly hôn chưa? Hay là giấy tờ sao? Em đâu có đăng ký kết hôn đâu, đi nay mấy năm rồi. Là có đăng ký kết hôn với người nào không? 2 người đó? Không chị, em còn cả em có vợ chứ em chưa đăng ký. Ủa sao kỳ vậy? Lấy người ta mà không có đăng ký kết hôn 2 lần luôn, kỳ cục vậy. Tại vì... ý ông sao á, ông ở gì tới 7 năm mà ông không có đăng ký kết hôn, người ta bỏ ông đi, đúng rồi. Phải, tại công việc em nó mất bấp bênh. Công việc bấp bênh mà đi lấy vợ nữa là cho nó bấp bênh hơn. Chứ còn bây giờ công việc đã ổn định chưa? Ổn định rồi chị. Ổn định là sao, lương em tháng được nhiêu? Mua nhà chưa, đất có không? Có. Em chị đang hỏi đó, em trả lời đi. Đất có bao nhiêu, tiền bao nhiêu, lương bao nhiêu? Lương em tháng 15 triệu. Nhiêu? Rồi đất cát, nhà cửa thì ở đâu, như thế nào?
Đất thì nhà em ở xã Ninh Điền, ấp Bò Nổi. Nhà cửa thì có sẵn rồi chị. Rồi ok em, nếu mà được chọn chương trình sẽ liên lạc với mình nha. Rồi phần casting của em xong rồi đó, cảm ơn em.